Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình và con trai lại đi hội chợ của thành phố Kent, Washington State. Ban tổ chức họ sẽ chặn hết tất cả những con đường đi vào trung tâm thành phố bởi vì hội chợ được diễn ra tại đây. Bây giờ mình sẽ đi vô bãi đậu xe để kiếm một cái chỗ đậu xe. Mình phải vô đúng bãi đậu xe, nếu đậu ở ngoài không đúng sẽ bị kéo xe đi. Wow, có rất nhiều xe nối đuôi nhau, không biết có ai nhường cho mình quẹo trái không đây. Chờ xem. May mắn đã có một người nhường cho mình rồi. Mình đã quẹo trái được và nhập vào đoàn xe để đi kiếm một chỗ đậu xe. Lên tới tầng 3, cuối cùng mình đã kiếm được một nơi đậu xe và bây giờ mình sẽ đi hội chợ. Có thang máy nhưng mà mình thích đi thang này hơn để tập thể dục luôn ha. Ra tới đây thì mình vẫn phải tiếp tục đi qua đèn đỏ để đi vào khu hội chợ. Mới 10 giờ sáng nhưng đã có rất nhiều người tới. Hai má con mình cùng nhập vào đoàn người để băng qua đường và bước vào khu hội chợ. Bước vào khu hội chợ thì chúng ta sẽ thấy là có tiệm bán quần áo và tất cả những tiệm khác. Chúng ta sẽ đi tiếp tục coi có những tiệm gì ha. Xen kẽ thì cũng có một vài tiệm bán hàng ăn. Ở khúc này thì đa số là có nhiều tiệm bán quần áo của người Mexican. Đây cũng bán quần áo, những cái đồ nữ nhiều. Và bên đây là tiệm bán kẹo. Thank you. You get a bigger bag. Thank you. Thank you so much. Con trai mình lại tiếp tục đi xin những cái đồ quảng cáo của trường học. Bên đây là bản tóm tắt sơ đồ những tuyến đường phục vụ của xe lửa điện. Bên đây là quầy quảng cáo của lính Mỹ. Ở đây thì họ sẽ giới thiệu những cái đồ hoặc là những cái phải tập luyện khi mà đi lính Mỹ như thế nào. Bên đây là quầy hàng vẽ những cái hình trên tay của người Hồi giáo. Cổng này tiếng Việt kêu là gì ta, phong linh hay gì mình cũng không biết, nhưng mà treo ra gió cho nó kêu lên keng. Bên này thì bán đồ chơi thú nhồi bông cho các bé. Fire truck. Fire truck, yeah. Small one. It's a model. Model fire truck. Another one right here. Đây là mô hình của xe chữa lửa. You like the Seahawks? Seahawks. You like the Seahawks? Small hat. So you can put this in the freezer and make it cold. Then I have some. Yeah. Keychain. Look at watch. It's a flashlight. Look at buddy. Keychain. Thank you. Yeah. And there are key pack too. Con mình chụp hình đường phố. Giờ mình tiếp tục đi qua bên đây nè, cả nhà, có mấy bà sơ đẹp mà nhìn giống như mấy bà sơ đóng phim Pháp á, bán mấy cái đồ tượng ảnh của nhà thờ, tượng ảnh Chúa. Hi sister. Ở bên Mỹ này á, sơ thì họ gọi là sister, là chị. Can school district? Hello. Yeah, can school district. Yes. How are you doing? Thank you. Would you like a balloon? Yes. Thank you.
I got one for you too, don't worry. Yeah. Okay, I got you. Hello. Mình gặp hai cha con ông chủ tiệm bonsai mà mình và anh xã hay tới. Yeah. Okay, bye bye. See you later. I'm fine, thank you. Bên đây là tiệm đồ chơi. Tiệm bán đủ các loại hoa. Tiệm kẹo dẻo. Đủ loại nhìn rất là hấp dẫn luôn. Hi. They are so cute. Nice picture. Tấm hình đẹp quá. Spin. Nice spin. How about a prize from door number 10? The candy. Thank you. You're welcome. And here's your ticket to the, that's enough. There's your ticket to the heaven quiz right there for the grand prize. Win again. Yeah. Spin this wheel. Win a free one. Thank you. Hội chợ này thì không có gì đặc sắc lắm bằng hội chợ quốc tế. Bên đây là khu hàng ăn, họ dựng sẵn những cái lều và bàn ghế để cho mình mua đồ ăn xong thì vô đó ngồi ăn. Đi tới đây thì con trai mình muốn vô thư viện. Và đây là thư viện của thành phố Kent, Washington State. Ở trong thì họ mới sửa lại rất là sạch, đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Có rất là nhiều computer để cho mọi người sử dụng. Có một cái dàn Tigon ở ngoài, rất là lâu đời. Từ khi mình qua đây chắc cũng khoảng 30 năm rồi, rất là đẹp, hai má con mình ra chụp hình. Ở đây thì có cái sân chơi nước. Nước phun lên thì trẻ em tới chơi và tắm luôn. Còn mình thì chụp hình. Trong khi mình chụp hình thì mình đã nghe tiếng nhạc bắt đầu cho nên mình phải tắt đi, sợ bị bản quyền. Ở đây có chú Pikachu dễ thương kia nè. Ở đây có quầy khuyến khích các em nhỏ đọc sách mùa hè của thư viện. Sonsa in the street, beer garden, live music, 2 o'clock to 7 o'clock p.m. First Avenue. Đó là bảng quảng cáo tên của hội chợ và giờ có âm nhạc sống. Và bây giờ mình và con trai sẽ đi vào khu ẩm thực để kiếm một chút gì đó ăn cho đỡ đói. Sáng giờ hai má con mình chưa ăn gì nên ngửi mùi đồ ăn là đã thấy đói bụng rồi. Hôm nay thì cũng có rất nhiều tiệm bán đồ ăn khác nhau. Đây là quầy bán nước trong một cái chai giống như bóng đèn. Bây giờ hai má con mình sẽ xếp hàng mua đồ ăn. Đây rồi, hai phần ăn rất là lớn, không biết có ăn hết không. Nhưng mà sáng giờ nhịn đói chắc là ăn được đó. Phần của con trai mình là Philly cheese steak.
tức là phô mai thịt bò. Phần của mình là chicken salad, tức là gà nướng với xà lách. Giờ mình ăn coi nó ngon như thế nào. Ngon lắm, số 1 luôn. Thịt gà nướng. Cũng ngon lắm. Xà lách đó thì họ trộn theo kiểu của Ý, chua chua, ngon. Thịt gà nướng ướp vừa phải, rất là ngon, thơm. Hai miếng rất là bự. Một phần này thì là phải hai người ăn mới hết, còn nếu không phải đói thịt đói ăn mới hết một phần rất là bự. Thường thì một phần nó nhỏ thôi, còn cái phần này nó làm bánh mì hay là cái gì cũng rất là lớn, nên là giá tiền nó cũng gần gấp đôi cái phần bình thường. Ăn xong rồi thì họ để những cái thùng rác, thùng tái chế thì mình ra tự lựa vô, rồi bỏ vô từng thùng. Như vậy họ cũng tiết kiệm được tiền mướn người làm những cái phần vệ sinh và tạo cho mình ý thức tự giác rất là nhân văn. Xong rồi thì con trai mình muốn tới quầy kem mua một ly kem, 7 đồng một ly. Trời đang nóng được ly kem này quá đã luôn. Yummy. Mát lạnh luôn. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.